Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự lễ công nhận thành phố Hải Dương là đô thị loại 1. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và nhiều đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, các bộ, ngành trung ương. Trong chương trình thăm và dự lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Hải Dương đạt tiêu chí đô thị loại 1, chiều ngày 26 tháng 10 năm 2019, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm hội chợ làng nghề lần thứ 15 và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2019 của Hải Dương. Chiều ngày 26 tháng 10, tại quảng trường ngày 30 tháng 10 thành phố Hải Dương, khu Tây Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Dương tổ chức hội chợ làng nghề lần thứ 15 và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2019. Sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Chiều ngày 24 tháng 10, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Quốc Doanh đã đi kiểm tra tình hình sản xuất các cây vụ đông ở tỉnh Hải Dương.